Vâng, xin chào các bác các anh em nha. Hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm cái dòng máy 12 tia xanh của Akuza này. Thì cái thương hiệu Akuza này thì nó đã sản xuất cái mẫu mới. Mẫu mới sản phẩm nó là X-Power. Và sau đây em sẽ thử máy dòng máy 12 tia xanh 3D của X-Power này. Đối với anh em làm xây dựng ốp lát trong nhà, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là trần thạch cao, hoặc là trần gỗ, trần âm, thì anh em dùng máy 12 tia để khi anh em làm ngoài trong nhà thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cái tia ngang của nó sẽ chiếu được 360 độ bốn bức tường, nên anh em làm việc nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Và sau đây là cái máy cân mực X-Power này. X-Power này là mẫu mới này, mẫu mới của cái dòng Akuza này, thương hiệu Akuza Việt Nam nhé. Đây, mẫu mới thì máy nó màu vàng. Đây, sau đây em sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Thì cái dòng máy 12 tia xanh này thì cái tia ngang và tia đứng của nó sẽ chiếu vòng quanh nhà 360 độ như thế này. Đấy, anh em thấy em bấm, đây là remote này, bấm này. Đấy, tia đứng của nó này, tia đứng của nó vòng quanh nhà nhé, 360 độ này, bốn bức tường này, anh em đã nhìn được rõ không ạ? Đấy, tia nó rất là mịn, rất là sắc nét này, đấy, anh em nhìn này. Đấy, tia nó rất là mịn nhé, rất là nhỏ, rất là sắc nét. Cái độ ly của nó chỉ khoảng tầm 1,5 đến 2 ly thôi, rất là nhỏ, rất là sắc nét, rất là mịn nhé. Anh em ốp lát hoặc là làm chân tường, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là trần thạch cao thì sử dụng cái máy 12 tia hoặc 16 tia rất là hiệu quả, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức của anh em. Đấy, dòng máy X-Power 12 tia xanh này. Đây, anh em nhìn được rõ không ạ? Đấy, máy nó rất là đẹp, rất là sắc nét nha. Remote này. Đấy, anh em mà ốp lát chân tường, nhà tắm hay nhà vệ sinh thì dùng cái máy 12 tia này, sẽ nó sẽ chiếu cân bằng 360 độ bốn bức tường, để anh em làm việc nó sẽ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Đây, đây, tia nó rất là mịn, rất là sắc nét. Đây, sau đó cho anh em quay xem này, tia nó rất là mịn, rất là sắc nét này. Đây là máy này. Đấy, lên đỉnh trần này, tia rất là mịn, rất là sắc nét nhé anh em. Đấy, sau đây em sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho anh em cái máy 12 tia xanh X-Power này nhé. Xin chào các bác các anh em nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm cái dòng máy cân mực 12 tia xanh của X-Power này. Thì cái thương hiệu X-Power này nó thuộc dòng sản phẩm của Akuza, và những sản phẩm Akuza Việt Nam này được sản xuất tại Trung Quốc và được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Akuza Việt Nam. Và những cái sản phẩm của Akuza thì được dán một cái tem niêm phong, dán một cái tem 7 màu chống hàng giả, công ty trách nhiệm hữu hạn Akuza Việt Nam. Tem chống hàng giả 7 màu và một cái tem mã check mã QR, tức là check mã vạch. Đối với những cái sản phẩm hàng chính hãng thì anh em mua sản phẩm sẽ có cái tem check mã vạch này. Ví dụ là dòng Akuza đơn cử như Akuza 686D hoặc là Akuza X-Power này, thì chuẩn bị mẫu mới bọn em sẽ về thêm cái dòng Akuza 3333. Đấy, rất là chất lượng. Thì hôm nay trước tiên là em sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng máy cân mực 12 tia xanh 3D của Akuza X-Power này cho anh em xem nhé. Em sẽ hướng dẫn cho anh em check ma vạch. Thì khi anh em check ma vạch thì anh em mở Zalo lên hoặc là mở máy ảnh lên thì chiếu vào cái mã vạch này. Đấy, nó sẽ quét mã vạch. Đấy, khi nó quét mã vạch xong thì nó sẽ hiện ra một cái thông số những cái thông tin của cái dòng Akuza X-Power này cho anh em này. Đấy, thì khi anh em như vậy là anh em đã check thành công rồi, sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, để cho anh em yên tâm nhé. Và sau đây em sẽ tư vấn cụ thể về cho anh em về cái dòng máy Akuza X-Power này. Thì đây là thân máy này, thân máy X-Power này. Nó có một cái mắt bên dưới gầm này và hai mắt bên hông. Hai mắt bên hông thì nó là máy là tia đứng, còn mắt ở gầm này nó là tia ngang nhé. Đế gầm này nó sẽ là nhôm phay này. Cái đế gầm này nó rất là chắc chắn này, nhôm phay này thì nó rất chắc chắn, và nó sẽ bền hơn những cái dòng đế nhựa. Và như vậy
pin của nó này, pin của nó là pin gài này, pin của nó là pin gài nhé. Đấy, dung lượng pin này 4800 mAh này, lithium này, X power này, sạc 5V nhé. Anh em có thể cắm sạc trực tiếp quả pin nhé. Anh em có thể cắm sạc trực tiếp quả pin khi anh em sạc, thì anh em có thể cắm sạc trực tiếp vào quả pin, một đầu vào quả pin và một đầu vào điện 220 nhé. Rất là thuận lợi, rất là dễ dàng nhé. Đấy. Trên đỉnh máy nó sẽ có nút V là tia đứng này, nút H là tia ngang, và nút này sẽ là nút chỉnh tia đậm, tia nhạt và nút khóa tia. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh em nút khóa tia nhé. Và đây là cái đầu gen xoáy để treo máy khi anh em treo máy lên cao. Đây là đi vô nước này, khi anh em treo máy lên cao nó hiểu nó như thế này. Đấy. Anh em treo máy lên cao thì nó như thế này, rất là dễ sử dụng và thuận lợi cho anh em làm công việc ở trong nhà. Đấy. Khi treo máy lên cao thì anh em nó sẽ như thế này, nó rất là thuận lợi cho anh em nhé. Đầu này nó sẽ có hai miếng nam châm để khi nó hít vào thanh miếng sắt, nó hít vào tường. Đấy, đơn giản như vậy thôi, rất là dễ dàng. Chọn bộ phụ kiện này, chọn bộ phụ kiện bao gồm một máy 12 tia sáng X power này, một chân máy này, chân máy này là chân mét 2 nhé, chân máy này chân mét 2 cho anh em nhé, một chân máy này, một remote điều khiển này, một cục sạc adapter này, hai quả pin, một pin trên máy này, một pin trên máy theo hãng nhé, và một pin này em tặng cho anh em này, và một pin này em sẽ tặng cho anh em một quả pin này, và một cái vỏ pin này thì anh em có thể gài ba quả pin tiểu hay ai anh em lắp vào anh em sử dụng này. Đây, ba quả pin tiểu mình lắp vào đây mình sử dụng nhé, rất là dễ dàng. Để anh em coi video thật kỹ nhé, để khi anh em sử dụng nó sẽ không bỡ ngỡ. Ba chân nhọn này, ba chân nhọn, và đây là đế vuông này, đây là thanh nam châm và miếng thanh hít nam châm và miếng sắt để anh em ghi vào tường này, rất là dễ dàng này. Đấy, và đặc biệt là nó sẽ có một cái cổ đầu máy này thì em sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Và đây xem hướng dẫn luôn cho anh em như thế này. Đấy, cổ đầu máy thì anh em lắp vào gầm máy như thế này. Đấy, nó vào gầm máy như thế này, rất là dễ dàng này. Đấy, xong cái đầu này thì anh em lắp vào chân của nó như thế này thì khi anh em bẻ máy theo chiều chéo chiều nghiêng, xong mình khóa cái cổ này vào. Đấy, xong nó sẽ làm được góc chéo góc nghiêng. Đấy, ví dụ anh em làm chéo làm nghiêng như thế này thì anh em sẽ làm, ví dụ là anh em làm cầu thang đi thì nó sẽ làm được góc chéo góc nghiêng. Đấy, đơn giản như thế thôi. Anh em hình dung ra những cái phụ kiện này thì nó rất là dễ lắp đặt. Đấy, anh em làm trong cái vấn đề môi trường làm việc này anh em sẽ dễ hiểu thôi. Kính này, thẻ bảo hành của X-Power này, đây là thẻ bảo hành của X-Power này. Đấy, thẻ bảo hành X-Power, và đây là cái catalog này. Đặc biệt là cái hộp đựng của nó, đặc biệt là cái hộp đựng của nó rất là chất lượng nhé. Hộp đựng của nó rất là to, rất là đẹp, rất là bắt mắt. Trong hộp nó có những cái ngăn như thế này để khi anh em để sản phẩm thì nó rất là an toàn, và trên của nó sẽ có xốp rất là dày này, ghim rất là dày nhá, rất là chất lượng luôn anh em ạ. Những cái sản phẩm của dòng Akuza này nó rất là chất lượng, và đặc biệt thì anh em mua sản phẩm thì bên em sẽ gửi kèm thêm cho anh em một cái thẻ bảo hành này là tại cửa hàng em này, điện máy Đông Anh này hoặc là điện máy Hồng Anh này, chuyên đồ điện này, máy móc cơ khí kim khí này. Số điện thoại của em là 0975842993 này, 0326548330 này. Địa chỉ của em là số 8 Nam Việt này, khu công nghiệp Nội Bài này, Sóc Sơn, Hà Nội này. Đấy, khi anh em có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại của em là 0975842993 và 0326548330, hoặc là để lại số điện thoại dưới video này, bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Giá thì bên em đang để giá có 1.190.000 đồng thôi. 1.190.000 đồng thì anh em được miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng anh em được thử máy ok rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá. Giá 1.190.000 đồng. Đặc biệt anh em mua hàng trong video này thì bên em để giá có 1.190.000 đồng thôi. 1.190.000 đồng thì anh em sẽ được bao ship tận tay. Anh em nhận hàng được thử máy ok rồi mình thanh toán tiền cho bưu tá nhé. Máy 12 tia xanh X Power Akuza Việt Nam. Vâng, anh em xin cảm ơn các bác, anh em đã xem hết video của em trong ngày hôm nay nhé. Xin hẹn các bác anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những video sản phẩm chất lượng của điện máy Đông Anh bọn em nhé.